đi sang bên này đi. Được rồi. Đây là bố. Cứ bình tĩnh thôi, chúng ta còn thời gian rất dài. Còn 30 phút dân ca nữa cơ mới tan cuộc ngày hôm nay. Nhưng có lẽ rằng là bạn đã có dâu từ từ đó. Cô dâu chú rể cứ từ từ đã, cô dâu chú rể cứ rót rượu đó đó đi, sau đó để đấy khi nào con trình sẽ chương trình cho, sau đó thì chúng ta sẽ rót hết rượu lên kia, không cho chúng ta bị đưa mà. Được chưa? Còn chai rượu để cho chú rể, vừa chú và chú rể đưa cho chú rể làm đi. Và được chưa, rót hết vào đi cho đi rượu đi nào. Lần đầu mất nữa. Được chưa? Vâng, và sau đây thì xin mời cho cô dâu sẽ lấp hai ly rượu cho kính mừng cho ba mẹ đại diện ba mẹ của mình ở bên ngoài của cô dâu. Còn chú rể sẽ lấp hai ly rượu để kính mừng cho ba mẹ của mình. Và còn lại hai ly rượu là của cô dâu và của chú rể. Hai ly rượu còn lại là của cô dâu và của chú rể. Không ạ. Thôi quay được rồi.